Hello, mình chuẩn bị sẵn rồi các bạn ơi. Mình phải chuẩn bị nguyên một chảo hải sản đủ các loại luôn. Ốc bòi voi, cua, cái con ốc móng chân chúa luôn, với con sò mai. Mình bỏ bớt ở đây chứ nó còn có thêm mấy con hàu nữa. Nên mình phải bồi dưỡng nạp năng lượng thôi các bạn ơi. Nhìn cái con bắp bò voi này sao nó bị cái vòi nó bị sẹp xuống luôn rồi. Chắc nó bị trùng hay sao nó mềm xuống luôn. Đây có con cá ông mú nữa nha. Còn sống luôn. Còn sống luôn hả? Ừ, đã, con cá mú là đã không? Ok. Ê, xây qua có thấy con mắt nó không? Mắt không? Ừ, đó, đã không? Quá tuyệt vời. Con ốc à... Móng chân chúa. Ừ, trong mà móng tay á. Nó bự quá. Đây kìa, ốc móng chân. Con chừng chúa nó còn sống luôn mà nó nằm ngoan vậy đó. Này con mú con chúa, còn cái con này là con ốc bò voi nè. Ốc bò voi nó đậy nó đi nó hơi vậy chứ đổ đây nó bị nước nó chảy ra nó nè. Nó hút nước trong đó nó bự vậy. Nó bự ốc bò voi. Còn cái con này là móng chân chúa nè. Tao nghe nói hoài á thì ra không nói nữa. Nghe tao nói hoài á. Đó. Ok. Cua nhiều tính. Dạ. Cua nhiều tính. Dạ, giờ em mua em chị. Nó ngon dữ lắm luôn. Nó chắc chịu em. Không có vô được luôn. Thế mua vô ngoài hàng mua trên đây hả? Vô chắc thiệt. Chắc. Ừ. Giờ phần lớn là nuôi. Cái thùng cu lại. Ừ, cái thùng. Lù luôn nè, con ốc móng tay nè, nó mọc lù. Không chừng chú, cái thịt nó lòi đó, em nướng mỡ hành ngon dữ lắm. Rồi, chút nữa mình sẽ... Nướng mỡ hành. Mình sẽ làm lên món để mình nạp năng lượng thôi. Thôi giờ mình cũng tới giờ mình đi đón mấy đứa nhỏ rồi. Này ốc, em ốc hoàng hậu rồi nha. Này kêu bằng sò mai, mình kêu hoàng hậu đi, nó bự mà. Mình kêu cho nó hoành tráng. Nó nhìn tuyệt vời quá. Trời, nó có cái màu gì, nó... Cái màu nó là màu gì nè em? Không? Không? Ừ. Quá, nhìn tuyệt vời luôn á. Sao thế? Nhưng mà ba con lại màu khác nhau trơn. Này cái con chính giữa nè, cái màu nó sậm luôn, giống như gan đó ha. Ba màu ba con khác nhau. Còn cái em mà phía bên đây nha, nó kêu bằng ốc móng chân chúa nè, tại vì nó bự nó mập quá chứ không phải ốc móng tay đâu. Đó, nhiều đó con mà nó bự vậy nè. Mấy con này mà vô trong ngoài nhà hàng ăn nó cũng tính mất tiền lắm nha các bạn ơi. Về nhà mình mua rẻ rè cũng nhiều tiền á. Mình đi vô ra ngoài thì ra ngoài quán nhà hàng hải sản nó làm vô cái con mà ốc hoàng hậu kêu mà sò mai này, cái con này nè, nhiêu con trong đó? 40 đặt hết rau đi con hàng lát nè. Bữa em tối em vô trong trong trong
nhà hàng ăn là nó bán nhiêu con? Bữa hồi tối em không có ăn con này, nhưng mà em nghĩ chắc mắc quá. Ngoài mình mua sống mà 48 ngàn nó vô trọng chắc không? Anh nghĩ là vô trong đó nó phải tính luôn sổ 100 ngàn hoặc là 150, 50 ngàn một con á. Trừ phi mấy con nó nhỏ hoặc là con nó bị ngợp. Con bỏ ra vào đây nha mẹ. Đây mình đang mình nhà nó mập nè. Vậy mình đang nướng cái con ốc mật hậu. Má ơi, giật mình luôn các bạn, trời ơi, nó chảy nước là linh láng kìa. Hết hồn luôn. Ở quê thì mới biết của mình nó thoải mái ở đây. Ở nước nó chảy ra quá chừng rồi. Trong cái con đó, đó. Em phải làm cho nó bung ra một cái nắp, xong rồi em lột nó ra, rồi nó mình mới bỏ mỡ hành lên mình nướng. Này, con ốc móng chân chúa nè. Mà nó không có cát nha. Còn mấy cái con mình mua ngoài chợ cát không à. Làm cho nó hẻ họng ra cái mình bỏ một cái lớp vỏ ngoài. Đây mình tách làm hai để có chỗ để mình lát mình sẽ, nó giống như là mình tách ra để chút mình để là mình nướng ha, cái mình bỏ mà hành lên. Con ốc này nó bị chắc phải lấy dao cắt ra ha. Nó bung ra nó chịt nước ra tùm lum. Con này nó lại ốm hơn hai con kia. Con này là con sau nữa không? Mới đổi sao không? Nói chung mình cũng cái con mình bắt, mình lúc mà bắt lên thì nó nước nó đầy nhóc à, mình cũng không có nhìn kỹ nữa. Mình thành ra là nó giòn vậy đó. Thành ra là mình khi mình bắt mình khó mình biết được lắm. Mình cứ lấy về thôi, mình mở ra mình biết thôi. Thành ra mình đổi con này đổi lần thứ hai ha. Mà nó cũng nhỏ xíu. Con cái con bên kia nó hai con kia mới mập. Hên xui à. Giờ chúng ngay cái em ốm thì nó ốm thôi. Tắt xong rồi. Ngon quá, ngon quá, tuyệt vời luôn, nhịn. Đúng là cái thức ăn mà mình mua hàng là đồ tươi sống luôn là nó ngon à. Nó sẽ tóm lại. Đây, con này chưa chết đâu, này ba. Bữa này nhỏ là dở lên nè, thấy nó bây giờ nó ôm nó hút này, nước vô nè. Nó thùng lại nè. Đó, thấy không? Nó hút nước rồi nè. Đó. Nhưng chưa có chết đâu, chắc chắn. Đó, con này dễ dầu chết, này khó chết lắm. Bây giờ nó bò leo ngoe leo ngoe luôn. Ốc vòi vôi ở Canada nha. Chưa ốc vòi vôi với mình kêu vậy, mình kêu cái con món chừng cãi. Con trực cái chuẩn bị làm đó luôn. Thôi, giờ mình sẽ vớt em cua này ra mình nãy hấp ha em. Hấp rồi, giờ em xào cua, xào me. À, làm xào me cho nó ngon chút, mình hấp hoài cũng ngán. Trời, con này cũng thơm vậy chứ, công nhận nó bự. Rồi, nó càng rồi nhìn nè. Nó kiến con hả? Ngon quá ha. Đó. Ui. Nhìn nó muốn ăn luôn á. Nướng ốc hoàng hậu nè các bạn ơi. Sò mai ha, sò mai nướng. Cái vỏ nó hơi mỏng cho nên em mở lửa cái nhỏ, thật là nhỏ. Nên nó khét. Ngon quá, cái con này là nó mập, dễ sao mập luôn. Lúc mà lửa, ngon chứ. Lúc mà lửa sò mai nha các bạn, để ý nha. Lửa nhìn vô cái chỗ này nè, nhìn vô cái phần này nè, thịt nó lòi ra. Chứ nãy mình lựa nhà một con nó bị ốm quá. Cái thịt nó lòi trên này mình học, mình nhìn vô con mắt vô đây thấy cái thịt nó lên đầy. Lại nhìn mép bên ngoài á, cầm hai lúc mà cầm hai cái vỏ nó kẹp lại mình thấy nó đầy lên, nó thịt nó lòi ra thì là được. Chứ còn cái con mà hình như cái con này nè, đây. Con đổi. Thấy hàng ốc mà tuyệt vời quá này nè. Đó, vậy mình nhìn mình nướng bếp ga cũng được nha các bạn. Đang ở lửa nhỏ luôn. Chút. Nướng ga cũng được luôn. Chứ nướng than thì tuyệt vời, là hơi sẵn mà cũng không có được xiên lắm. Đây mình nướng những em ốc mà móng chân chúa nha. Móng chân chúa à nha.
Trời nó thơm mà chịu không nổi à. Ối ụng quá trời luôn á. Ngon quá. Đây mình nướng ở đây. Giờ cái này nướng xong là lên dứt liền. Rồi xong rồi đó. Ok, rồi mình sẽ dọn lên thôi. Cua mà mình làm nước sốt me cái mình chế lên các bạn. Đó, cho nó có hương vị. Đó. Hai em cua. Hai nó đang nằm tâm sự với nhau kìa. Bỏ cái bàn lên đi này. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bàn thôi. Tụi quay là bốn em ốc hoàng hậu nè. Sò mai nha. Đây còn món nữa nãy mình quên nha. Đỏ. Nghiêu hai còi hấp xả. Giờ mình chuyển qua ăn món này luôn chứ ít có ăn món nghiêu kia các bạn. Chứ nếu mà cái kia thật ra nó cũng ngon nhưng mà nó hơi cát. Thôi mình cứ ăn cái con nghiêu hai còi vậy chứ ngon, nó không có cát. Nó ngâm trong nước biển. Ngâm sẵn nước. Rồi xa luôn. Oh yeah, ngon quá luôn. Đây, sau một hồi làm vất vả mình đã chuẩn bị luôn các bạn ơi. Các bạn thấy sao? Bảo. Bảo đói rồi. Đúng không? Bảo đang thèm bánh. Đây đang ăn vô leo chấm. Cái này là cua sốt nước me ha. Cái kia là ốc hoàng hậu nha, mà kêu sò mai á, nướng mỡ hành nha, còn cái kia là sò hai còi đó, còn cái này là những gì, con gì, móng tay chúa, móng chân chúa, nướng mỡ hành. Cái con này mới đặc biệt của mình nè, ốc bòi bòi nè, nãy nó cũng bự quá mà sao giờ nó teo lại như vậy. Không biết ăn nữa nó mùi teo vậy không. Mình nhập lẹt thôi. Giờ mình phải đạt năng lượng chứ. Nãy giờ con ăn gì à? Ngon. Nãy giờ em bé đói rồi. Này, rồi cho Bảo con ấp móng tay đi. Ủa sao con không lấy mấy cái chén tô gì vậy này? Chén rồi con. Nè, con đã đũa chưa? Tô chén gì ba cái bốn cái gì đây con? Bốn cái. Đây mình sẽ thử món này nha các bạn. Món này nè. Con này có bồi ngoài nha. Mà phải chấm gì vậy? Hông tạc. Thì thiếu gì? Nè, thiếu tương. Hông tạc. Cho nó tương đây. Được. Rồi nè, nè, tụi con ăn ốc móng tay đi. Nè, Bảo nè. Đây, cho một miếng vô. Em vô. Ngon không Bảo? Ngon không con? Ngọt ngay luôn đúng không? Sao vậy? Không ngon hả? Gai. À dính gai, à dính gai. À dai. Con này rồi, nó phải dai rồi con. Nó dai mới ngon chứ cái con này là tao nuôi ấy ở ngoài biển đó con. Mẹ ăn thử con kìa nè. Ủa mà con đó là đâu phải ngoài biển là nó ngon, nó lợ. Nước lợ. Ngon quá à. Ốc móng tay ngon quá, ngon nị. Ừ. Nó dai đâu Bảo. Ra người con ốc móng tay đi ba. Đây ngon lắm. Nè,
dài. Này là món chân trứng sóc món chân chúa luôn chứ con tai gì sai. Nãy bảo không cắn làm hai. Nó ngọt ngọt ngon quá người. Nhặn ngon quá. Mềm hả? Xèo không? Không, bảo nó già. Mẹ con chém nước tương nó mới già cái đầu. Con cầm á, con cắn làm hai. Ngon quá trời. Cắn nước đậu. Chén nước tương của con. Cái đầu trước. Cái đầu trước kìa. Rồi, ngon. Cắn làm hai. Ở nguyên con vô miệng, cái miệng nhỏ xíu à. Con không? Bảo, khúc này nó cho mềm nè. Nó khúc này là mềm nè. Mà cái khúc dai đó nó mới ngon á. Ba cái con ốc vòi voi sashimi. Cái này mặn thịt nó ra rồi trụng sơ nha các bạn, trụng sơ bằng nước ấm rồi lột nó ra thôi. Rồi mình ăn sashimi. Ngọt không anh? Mấy con này tươi nhìn tươi đó. Ba cho chị hai trên cái đầu á, cái đầu á, đừng ăn cái miếng đó con. Lấy cái đầu giòn giòn này nè. Đó, cái đầu này nè, em bé nó ăn được nè, ngon nè. Còn cái kia nó hơi xuống cái thân mình xíu, ăn đi nè. Ba. Không con, ốc vừa voi á. Ồ, số 1 luôn. Ốc vừa hậu nè, bà bảo. Nha, thử con này nha. Này nó giống như sao giống cái gạch quá ha. Nó giống cái con, nó giống cái con vẹm ở ở dưới quê mình á. Cái hình thù nó y chang con vẹm ở nước ngọt. Đỏ đẹp không? Ăn thử coi nó ngọt không. Này, cho bảo nguyên con nè, con này nó. Em thử rồi nó ngon tới cỡ nào nha. Vậy chấm với hàm nó có chén một người ta có chén muối ớt mà mình chấm tạt luôn. Không tạt không? Mày bảo không? Đó, không thích con này. Để con ăn ốc móng tay đi. Không ăn con đó hả? Nè. Đó. Sắn ra nha, đừng bỏ nguyên con vô miệng. Cắn ra con. Cắn ra, cắn ra. Ngon không? Ngon không? Ngọt không con? Ngọt béo béo phải không? Bảo biết ăn được con. Còn ai còi? Hãy còi thì anh chấm nước mắm này nè. À, nước mắm không? Để nguyên. Ngon quá. Quan trọng đây là nó có cái còi. Còi nó ăn ngon. Ngon. Rồi. Ok. Còn món này cua hết phân gặp. Cua sốt nước me nè, bảo thử nước me có ngon không? Con thử nước me. À, húp đi, húp nước me đi. Ta bẻ thử cái càng lên nè. Trời ơi, con cua nó ngon một cái luôn. Để nó đi con, để nó lát mẹ ăn. Xí. Còn hai càng nè.
quá. Ừ. Cái này bự như này. Cái này bự. Đã luôn. Ăn con cua này cũng ăn 4 cái cà là đủ. Trễ luôn. Thử nha. Để thử. Đó trời. Này mình phải có cái đồ kẹp mà các bạn ơi. Mình làm mua rồi kẹp. Em nhận nhẹ không bảo? Ít chưa bộ. Thôi. Em mình thấy đã rồi. Chắc là tạm thời mình vô mình sẽ nhập để ăn thiệt nha các bạn ơi. Mà các bạn ăn cùng với mình nha. Ăn cùng. Thôi. Dạ. Bye bye đi. Bye bye, chào các bạn nha. Chào đi con, bảo. Bảo đang mê mỏi à. Bye bye.